chào quý vị cùng theo dõi chương trình đài BYN TV 7.3 với chương trình hội luận đặc biệt ngày hôm nay. Và với quảng cáo vừa rồi thì quý vị cũng đã biết chủ đề của chúng tôi đang muốn giới thiệu đến quý vị một chủ đề về một buổi tiệc rất đặc biệt và chào mừng năm 2013 Tống Cựu Nghìn Tân với Silver Screen và Maxim tại thành phố Houston. Và trong chương trình này thì chúng tôi mời ban tổ chức đại diện có anh Hoàng Liêm và có ca sĩ Quốc Dũng, một trong những gương mặt cũng quen thuộc với chúng ta trong chương trình mới đây thôi, đó là chương trình Cao Huế vừa rồi. Một lần nữa thì chào các anh đến với làn sóng, anh Hoàng Liêm và anh Quốc Dũng. Chào Quốc Bình và chào khán giả của đài BYN. Vâng. Chào anh Quốc Bình và chào quý vị khán giả của đài BYN. Rồi bây giờ là chúng ta đang trong cái không khí gọi là sôi nổi nhất của năm, gọi là lễ hội tưng bừng nhất đây. Thì nghe nói là Silver Screen và Maxim cũng sẽ có một cái gọi là party tưng bừng lắm phải không anh? Đúng, sắp sửa tới đây là đón cái giao thừa, cái countdown là một cái chương trình liên hoan cho năm 2013 và một chương trình rất là vĩ đại do The Holmes Brothers đứng ra tổ chức ở hai địa điểm là tại Silver Screen và Maxim. Yeah. Và bây giờ thì bữa gọi là countdown này có gì đặc biệt, gọi là nó sẽ gọi là anh cho một cái bức tranh rồi nó sẽ vui, nó sẽ màu sắc như thế nào? Thì mỗi năm thì theo quý vị đã từng đến tham dự với là chương trình của vũ trường Maxim thì quý vị cũng biết thì mỗi năm thì anh em Đà Hoàng luôn luôn đứng ra làm một cái chương trình nó khác lạ, hoàn toàn là mỗi năm thì cũng có dạ vũ và countdown, cái chương trình nó rất là phong phú. Thì năm này đặc biệt thì mình có kèm thêm nữa với một đội ngũ ca sĩ rất là đông, nên anh em The Holmes Brothers cũng tổ chức thêm một cái địa điểm nữa, đó là tại Silver Screen, là cái phim trường của anh em The Holmes. Thì ở trong cái phim trường cái ở bên Silver Screen đó, mình tổ chức vừa dạ tiệc và dạ vũ. Mình có gồm hơn là 12 ca sĩ để đến của các trung tâm Asia và Thúy Nga và Tình Production và những vân vân. Vâng, và ngay cả những một lực lượng ca sĩ địa phương cũng hùng hậu lắm phải không thưa anh? Nhưng mà mời ca sĩ Quốc Dũng giới thiệu một chút về điểm qua những gọi là khuôn mặt ca sĩ nào mà quý vị đồng hương mình đang rất mến mộ, mến chuộng. Ngoài những ca sĩ thường xuyên mà quý vị biết tại vũ trường Maxim như là Kim Phượng, Tuấn Hùng, Quốc Dũng, Thiên Thanh, Tố Nhi, Hoàng Phong, vân vân, thì còn có những cái ca sĩ tên tuổi của những trung tâm Thúy Nga cũng như là Asia cũng như là tất cả các trung tâm tại hải ngoại, như là có Lâm Nhật Tiến, Trịnh Lam, Quốc Khanh, Quỳnh Vi, Triệu Minh, Helena Ngọc Hồng, Trina Bảo Trân, và đặc biệt là có nữ danh ca Ý Lan và hai ái nữ là Ý Thi và Thanh Hương. Ý Lan thì quý vị cũng đã từng xem một số chương trình hình như là nghe Sóng Nhạc Trường Đầu Chiều Đông trong lần trước mà tại cũng Maxim tổ chức đó, thì cô trình bày coi như là cũng nóng bỏng và rất là nhiều người mê chuộng luôn. Thấy cô ca sĩ Ý Lan mà trên dĩa đó thì nó là một cái nét quý vị cũng gọi là bình thường mình gặp hoài trên dĩa nhiều dĩa rồi, nhưng mà có lẽ là quý vị phải xem cô trình bày mà sống gọi là live thì một cái phong thái rất là khác và rất là lôi cuốn. Nhưng mà một chút anh, thì có hai cô ái nữ của Ý Lan thì hình như là mình ít nghe tên đúng không, mà tại sao lần này mời về là đây là một trong những cái gọi là ban tổ chức muốn lăng xê hay lên hay làm sao? Không, cái trong cái dịp mà countdown này là mời chị Ý Lan thì chị Ý Lan có nhà ý là nói chị muốn để ra mắt hai ái nữ của chị. Thì chị muốn cho giống như của Silver Screen và Maxim để thử một lần để cho biết, thì theo cũng biết là chị hát hay cỡ chừng nào. Thì chị dám bảo đảm là con gái của chị cũng hát cũng là gần như là chị, nên trong cũng là trong cái dịp mà countdown này đó, chị xuống thì cũng là nhằm cái ngày sinh nhật của chị luôn, trong khi chị Ý Lan nên chị muốn có mẹ có con trong cái mùa lễ mà countdown này, thì mình cũng nhã ý để mời xuống để giống như trong cái ngày đó là ngày tụ họp trong gia đình của chị, nên mình cũng muốn có mời có hai ái nữ của chị đến tham dự cái chương trình này luôn. Vâng, coi là có dòng dõi đàng hoàng, gọi là được luyện tập kỹ càng trước khi ra mắt. Có lẽ là hai cô ái nữ này quý vị nhìn trên hình trong poster cũng thấy là rất là dễ mến và những gương mặt rất là khả ái. Và có lẽ cũng là một điều cũng làm cho quý vị tò mò phải đến nghe thử là hai cô này với một giọng ca như thế nào. Và trong chương trình mà quý vị cũng đang nhìn thấy cái poster đang điểm qua một số những hình ảnh từ Silver Screen và Maxim, gọi là những hình ảnh của buổi party với những ca sĩ. Và phải nói một chút về cái chương trình mà đây là một cái nơi mà cũng đặc biệt, là như Maxim thì quý vị biết năm ngoái rồi, Silver Screen thì anh nói là có ẩm thực
phục vụ đàng hoàng. Thì anh có thể trình bày một chút về cái quý vị được đến đây ăn uống những cái món ra sao? Đúng, thì ở Silver Screen năm này thì đặc biệt là năm đầu tiên anh em The Horn Spreader tổ chức ở ngay tại hội trường của Silver Screen. Thì theo quý vị biết thì ở Silver Screen thì chuyên môn để có một dàn âm thanh và ánh sáng rất là độc đáo ở trong đó. Nó rất vĩ đại. Ở trong này thì mình trong cái bữa tiệc ở trong Silver Screen á, thì mình vừa có dạ vũ và dạ tiệc. Thì dạ tiệc thì mới ban đầu thì mình có red carpet event, là có reception, là mình tiếp khách ở trong cái reception lúc 7 giờ để có cái rượu và thức ăn nhẹ, rồi sau đó thì đi vào trong cái hội trường thì có dạ tiệc thì có do nhà hàng Abusa Catering thì mình làm theo cái kiểu đồ ăn Ý, steak và jumbo shrimp theo cửa Ý và Pháp, nó nấu theo cái rượu đỏ thì cũng là năm món sit down formal dining, thì đồ ăn nó rất là sang trọng lịch sự. Rồi sau cái 9 giờ rưỡi thì vào chương trình dạ vũ. À, sớm vậy rồi, 9 giờ là vô dạ vũ. 9 giờ là vào dạ vũ, tại vì cái lực lượng mà ca sĩ của mình quá là đông. Nên cái chương trình nó rất là dài và nó rất là sống động, nên mình phải vào chương trình lúc 9 giờ liền để cho đến 2 giờ là để cái chương trình nó countdown, để là vừa ca sĩ vừa ra đầy đủ hết. Quý vị cũng thấy trên poster chúng tôi đếm cũng không hết luôn, nhưng mà nhìn thoáng qua thì quý vị cũng thấy thoáng là cả đến gần 20 ca sĩ. Và chưa kể là như vậy là bây giờ là lần này là Maxim và ở bên Silver Screen phải có hai cái band khác nhau phải không? Tại vì mỗi cái band đúng chơi rồi, ở một nơi khác nhau. Đúng rồi, thì này có hai band khác nhau. Thì có một band The Hoàng Brother cũng như là Maxim đem họ từ bên Colorado. Từ Colorado thì band này tên là The Brother, rất là nổi tiếng ở trên vùng Denver trên đó. Thì kỳ này thì band đó bay từ ở bên Denver, Colorado về đây để phục vụ cho quý vị. Wow, cũng nhiều gọi là món ăn lạ phải không anh? Có nghĩa là mình cũng có được một chút những cái gì đó cũ cũ của Houston, một chút gì mới mới từ xa về. Và một lần nữa thì có lẽ là quý vị cũng thắc mắc bây giờ vé là có nghĩa là ở bao nhiêu hạng vé và mua như thế nào thế anh? Ở bên Maxim thì dạ vũ không thì vé là 75 đô. Thì gồm có ca sĩ Lâm Nhật Tiến, Trịnh Lam, Quỳnh Vi, Quốc Khanh, Triệu Minh, Helena Ngọc Hồng, với là Trina Bảo Trân, và có thêm ca sĩ thì do ban nhạc Ô Maxim đảm trách, là ban nhạc đó đã từng đánh cho vũ trường Maxim. Còn ở bên Silver Screen thì mình có vừa dạ tiệc vừa dạ vũ. Thì giá vé mà VIP á là 225 đồng, là gồm có thức ăn và dạ vũ. Thì ở trên bàn 10 người thì mình có một cái chai rượu EXO, và vé Gold á là 165. Vé Silver á cũng là có dạ vũ dạ tiệc tất cả trong này, thì vé Silver á là 135. Nếu quý vị mà đặt bàn ngay á thì gọi cái số điện thoại ở trên màn ảnh đó, thì ban tổ chức sẽ discount cho là 20 đồng trong cái trước ngày 25 tay. Vâng, có nghĩa là mua trước thì quý vị được một cái ưu đãi hơn là mua tại cửa, và cũng như là nó cũng sẽ dễ dàng cho ban tổ chức sắp xếp hơn tất bất cứ một trong cái buổi tiệc nào. Và quý vị cũng thấy là có 3 hạng vé, nhưng mà ở tại Silver Screen thì quý vị ngồi thì nó cũng rất là cô động và ấm cúng. Nhưng mà có nghĩa là giống như là ngồi trước và ngồi sau không thưa anh? Không, xếp hạng theo như vậy. Không, mình cái chương trình này thì dạ tiệc là cái formal dining đó, thì trước khi mua vé thì mình có cái sơ đồ mà để cái bàn, thì ở trên cái vé đó in luôn cái số bàn để quý vị ngồi, thì cái chỗ cũng sắp cái chỗ cho quý vị đón cái countdown party. Mình không có muốn nhét bàn nhiều quá để cho nó chật, mình cũng muốn cho nó thoải mái, nó có cái không gian ở trong đó. Thì quý vị cái lúc mà quý vị mua vé hạng thì có cái sơ đồ quý vị chọn cái bàn. Thì sau thì mình cũng có bán cái vé mà dạ vũ thêm ở Silver Screen. Thí dụ quý vị sau mấy giờ đó, là 9 giờ cái lúc mà vừa hết tiệc thì mình có bán vé trước là cái vé dạ vũ, thì cũng có bàn có ghế đàng hoàng cho người ta ngồi. Thì cái chương trình mà có dạ vũ thì quý vị cũng là mua vé xong 9 giờ thì vào đó dự chương trình mà dạ vũ. Nếu quý vị không đi cái chương trình mà dạ tiệc, bận dạ tiệc với là gia đình, hay là đang có những cái công việc riêng không có để dự được cái dạ tiệc, thì Silver Screen cũng bán cái vé mà dạ vũ. Và nếu mà vé dạ vũ thì cũng giống như bằng bên Maxim là 75 đồng. Như vậy thì có nghĩa là quý vị nào mà đi một
chuyến đi cả buổi chiều mà ăn uống xong rồi mới vui chơi đó, thì dạ tiệc trước rồi dạ phủ sau đó thì mua những cái vé có những cái hạng 135, 165 và 225. Và nếu mà quý vị nào mà có lẽ là ăn ở đâu đó rồi xong rồi mới tối 9-10 giờ mới đi chơi dạ vũ đó, thì mua cái vé chỉ dạ vũ thôi đó thì là 75 Mỹ Kim. Và đó là tại Silver Screen. Và Maxim thì như vậy mở cửa bắt đầu mấy giờ? Maxim là cũng là mở cửa là 8 giờ. 8 giờ là bắt đầu phần nhiều Maxim. Thì tại vì cái chương trình này Countdown thì khách cũng là lại, mình cũng muốn cho khách có một cái chỗ ngồi ổn định để mình phát những cái noise maker và setup những cái ấy cho khán giả, nên mình cũng cần cái thời gian để cho quý vị vào trong đó ổn định chỗ ngồi để chương trình. Tại vì cái chương trình này ca sĩ rất là đông, rất là hùng hậu, nên mình cũng muốn có cái thời gian nó rộng rãi để tất cả những ca sĩ có thể lên trình diễn tất cả những cái bản nhạc mới sống động. Cái chương trình này rất là sống động, nhất là rất là trẻ trung. Cũng muốn quý vị đặt vé trước hay là mua vé trước để đặt bàn, để tới lúc đó quý vị tới cửa, nhiều khi quý vị mặc đồ đẹp rồi tới đó là vé sold out. Tại vì cái chương trình mà Countdown năm nào á thì tất cả mọi người đều ra đường hết, nên ban tổ chức cũng muốn là quý vị mua cái vé trước, cầm vé trong tay để quý vị guarantee là quý vị tới đó là quý vị có một cái chỗ ngồi và có thể dự được cái chương trình. Đúng vậy, nếu mà quý vị mà mua vé trước đó, ngay cả Maxim cũng vậy, là mình có thể mình biết được cái mình reserve, mình đến sớm để mình còn có chỗ ngồi. Chứ nhớ như năm ngoái như được quý vị đến cũng đông lắm, nhiều khi đôi lúc á là nhiều khi cũng mình đến sớm được đó thì mình reserve được cái bàn nó cũng tốt, không anh, như Maxim. Đúng rồi, tất cả mọi địa điểm thì có cái số phone ở trên đó, liên lạc cho Linh hay là chị ca sĩ Kim Phượng. Ở trên cái số điện thoại sẽ hiện ở trên cái màn ảnh, thì quý vị có thể đặt bàn và ấy vé, giữ vé, và có thể ngầm nhiều khi ấy thì mình có thể lấy vé ở tại Video Phương My hay là gọi cho Kim Phượng hay là Linh thì người ta sẽ giao cái vé ngay tận tay cho. Và nhắc đến nói mua sớm đó thì để được giảm 20 Mỹ Kim, phải không anh? Ở bên Silver Screen thì bây giờ trong cái trong tuần này đó thì ở bên Maxim cũng là bớt 20 đồng, chỉ còn trong tuần này nữa thôi. Có nghĩa là phải mua trước, có mua là trước. Ra Phương My cũng được hay là phải đúng mua rồi tại Maxim thì mới được? Phải mua trước ở Ra Phương My. Mà ra tới Phương My mua thì hay là gọi cho Linh, thì gọi cho Linh thì có thể là đặt được một cái chỗ ngồi trước khi mình có một cái địa điểm nó tốt ở trong đó. Và như vậy thì kính thưa quý vị, thì số phone mà quý vị thấy trên suốt cuộc nói chuyện của chúng tôi, khi mà trên poster hoặc là trên những lúc mà anh Hoàng Liêm hoặc anh ca sĩ Quốc Dũng nói đó, thì quý vị có thể liên lạc cái số phone của cái cô Linh trong bài ban tổ chức là 832-512-7160 để mà mình đặt vé trước thì mình cũng được rẻ hơn và mình cũng sắp xếp được cho mình hơn. Nhưng mà bây giờ trở lại với ca sĩ Quốc Dũng, thì bữa đó thì anh chuẩn bị ra làm sao? Có nghĩa là cái tiệc tưng bừng cỡ nào? Có bong bóng không? Có đồ gì làm cho nó vui nhộn lên không? Chắc chắn là phải có rồi, Quốc Bình cũng như là quý vị. Thì hôm đó là cũng như là tất cả những cái ngày mà vui nhất, mà sôi động nhất, sôi nổi nhất sẽ tập trung vào ngày hôm đó. Thì tất cả những ca sĩ không nói riêng của Maxim cũng như là nói chung của tất cả những ca sĩ kỳ này mà The Hoàng Brother mời về, thì tất cả các ca sĩ đều háo hức để chờ đợi đến một cái ngày đó để mình đem hết những cái tài năng của mình cống hiến ngày hôm đó cho quý vị. Mà như anh Hoàng Liêm vừa nói là ngày hôm đó là chúng tôi chỉ toàn là những lời nhạc gọi là kích động, sôi động để cho làm cho cái năm mới, năm 2013 thật là trẻ trung yêu đời, cũng như là làm cho quý vị có một cái cuộc sống nó được thoải mái, nó được thuận tiện trong 2013. Vâng, thưa anh, thì như vậy thì hai chỗ lần rồi anh chạy chỗ nào, hay là anh đi luôn hát luôn cả hai bên? Thì phải hát luôn hai bên, ca sĩ thì phải chạy qua chạy lại hai bên luôn, rất là vui. Như vậy là cũng vui, coi như là quý vị là coi như là ở một nơi nhưng mà coi được ca sĩ coi như là tổng hợp đó, phải không? Đúng rồi Quốc Bình. Thì nếu quý vị nào, cái điểm đặc biệt ở đây là quý vị mua một vé, quý vị có thể đến được hai địa điểm sau 12 giờ. Tức là quý vị mua vé ở Silver Screen, nếu quý vị muốn sang bên Maxim cũng được, sau 12 giờ quý vị qua bên Maxim, quý vị hưởng một cái không khí, một cái không gian mới. Hoặc là ngược lại, quý vị mua vé ở Maxim, sau 12 giờ đêm quý vị có thể qua Silver Screen để tìm một cái không gian mới. Thì mua một vé với quý vị có chơi được hai nơi, rất là vui. Và đồ ăn thì quý vị cũng thấy là có được chọn lọc cũng rất là đặc biệt, và cũng như là
những cái món đồ ăn mà thường mình hay đi những nhà hàng Ý sang trọng hoặc là những tiệm mà những cái loại đồ ăn mà người ta phục vụ từng người mỗi người một món, đúng không anh? Đúng rồi, individual là 5 course thì trong đó có soup salad và có steak và có jumbo shrimp, nó nấu theo cái kiểu mà của Ý với là Pháp, nó nói đó, tại vì trước khi mình đặt một cái bữa tiệc đó thì mình cũng muốn là mình ăn thử, có chef nó lại nó nấu cho mình ăn thử để có hợp gu với là cái của Á Đông của mình. Thì ban tổ chức cũng có dùng thử cái bữa cơm tối do Busan đảm trách đó, thì cũng là rất là ngon, nên cũng muốn giới thiệu cái món ăn này đến cho quý khán giả khi đến với là Silver Screen trong cái chương trình mà Countdown này. Vâng, và bây giờ thì một chút thì quý vị nói ủa sao làm chỉ cho hai nơi, giống như là mình cũng tự cạnh tranh mình đó anh, thì tại sao lại làm hai nơi lận? Tại vì thí dụ mình làm tại một địa điểm đó, thì cái với cái dàn ca sĩ như vậy đó, mình không có đủ cái kinh phí. Thì theo của Bình biết thì anh em The Horn Spreader cũng có hai cái địa điểm, thì mình muốn tổ chức cho nó hai nơi để mới là mình mới đủ cái kinh phí cho cái chương trình này. Và đặc biệt thì ở bên Maxim á, thì quý vị có thể giả vũ thôi, còn ở bên Silver Screen á, thì nó lớn rộng hơn, thì có thể mình làm giả tiệc và giả vũ ở tại Silver Screen. Thì cái chương trình này mình cũng muốn làm cho nó khác lạ trong năm, tại vì mấy năm vừa rồi thì các khán giả của yêu thương của vũ trường Maxim cũng lại ủng hộ cho anh em The Horn rất là nhiều, mà quá nhiều thì cái lúc đó người ta phải nhét vào nó, người ta không có chật, không có một cái không gian nó thoải mái, nên anh em The Horn mới nói ok rồi thôi, bây giờ mình để cho cái khách ở bên Maxim là cỡ bao nhiêu khách là maximum, ở bên Silver Screen thì như vậy thì quý vị đến cho cái hai cái địa điểm này là quý vị có một cái không gian nó rất là thoải mái, nó không nhét, mà là quý vị ngồi bất cứ ở một góc cạnh nào ở trong vũ trường hay là ở bên Silver Screen, quý vị đều là thấy được nó rất là thoải mái ở trong cái hội trường. Đúng vậy, và quý vị cũng thấy thì Hoàng Brothers và bên các anh làm đó, thì quý vị nào đi chơi những club Mỹ thì cũng thấy nó cũng vui và cũng quen á. Chúng tôi nhớ là đi nhiều thành phố lớn, mà ngay Houston Downtown cũng vậy đó, mình đi chơi một club xong rồi nó có một chiếc xe bus á, mình chơi một chỗ được, mình nhảy club, mình nhảy lum la thì nó chở mình qua chở mình lại. Thì cái là mình đã thay đổi môi trường, rồi thay đổi không khí, rồi nhiều khi đôi lúc mình cũng tiện cái cơ hội đó để mà mình đi dạo phố luôn vậy đó. Và không biết là những quý vị mà sau 12 giờ đêm mà anh nói là có quyền chạy qua chạy lại đó, thì họ phải tự lấy xe ra lấy xe vô hay có xe gọi là shuttle cho họ chạy qua chạy lại không? Thì anh em The Horns cũng chuẩn bị một chiếc xe, thì chiếc xe ở bên đó thì cứ cỡ bao nhiêu lâu thì chở qua thì sẽ có cái máy móc để mình liên lạc với là nhau, khi khách người ta mình đón tại cửa Maxim thì mình sẽ chở qua bên Silver Screen, rồi sau đó rồi thì mình trả người ta lại ở Maxim để người ta có xe người ta về. Đúng vậy. Cũng vui lắm, quý vị đi chơi một lần này đã biết rồi, thật sự là cái không gian này nó hơi từ xưa đến giờ club Việt Nam mình ít khi nào làm có cái kiểu vậy. Cho nên đó là nó hơi mỹ hơi tây, nhưng mà nó cũng lạ và cũng vui để quý vị gọi là có cơ hội gọi là bar hopping hoặc là club hopping. Mình chở như vậy để là người ta tránh trong khi người ta uống rượu thì người ta lái xe qua trong cái countdown thôi ấy. Mà thí dụ mà ai mà lỡ uống rượu nhiều quá rồi mà say quá không nói nữa thì để cho ca sĩ Quốc Dũng giữ qua đêm. Cũng vui. Kính thưa quý vị, thì đó là một loạt một chút những cái chương trình mà ban tổ chức của tại Silver Screen và Maxim cùng đang giới thiệu đến quý vị. Đó là chương trình Countdown, gọi là tống cựu nghìn tân chào chia tay năm 2012 và đón chào năm 2013. Ngay đêm giao thừa, đó là đúng vào đêm thứ hai ngày 31 tây tháng 12 này. Kính thưa quý vị, tại Silver Screen và Maxim một lần nữa thì nếu quý vị mua trước đó, rất là được ưu ái, gọi là đặc biệt là quý vị được giảm 20 Mỹ Kim trên những cái vé mà quý vị mua, và có những hạng vé từ VIP là 225 Mỹ Kim. Đây là những hạng vé VIP có ăn dạ tiệc và được cater từng người mỗi một món, và đó là những hạng sau quý vị có thể là chọn lựa được, có nghĩa là 165 Mỹ Kim, 135 Mỹ Kim, 135 mà quý vị mua sớm bây giờ thì còn lại có 115 mà thôi, cho nên là quý vị cũng thấy nó cũng nhẹ nhàng. Và cũng như là nếu quý vị là chỉ đi dạ vũ không thôi thì cái giá dạ vũ chỉ có 75 Mỹ Kim. Mua trước thì cũng được giá không anh, hay là
mua trước. Thí dụ mình có cái group special thì liên lạc với là ban tổ chức ở trên cái màn ảnh có cái số điện thoại. Thì quý vị sẽ được những cái special deal ở trong đó. Có nghĩa là 20 mỹ kim là cho với dạ tiệc thôi, nhưng mà dạ vũ thì có cái đặc biệt discount riêng hay là cũng là không, được? Không, tại vì cái chương trình mà quý vị mua cái VIP hay là cái gold vừa dạ vũ vừa dạ tiệc luôn. Thì vừa có thức ăn và dạ vũ. Cái chương trình nếu quý vị muốn chỉ có là dạ vũ không thì mình mua là 75. Thí dụ mà bây giờ mình đặt một cái bàn ở bên Silver Screen á thì có thể mình mua một cái group lớn thì mình sẽ được cái tặng một vài cái vé để cho quý vị mời thêm bạn bè nữa. À đó là cái gọi là promotion nó hơi khác một chút nhưng mà quý vị cũng được cái sự đặc biệt nếu mà quý vị mua trước. Và chúng tôi cũng gần hết giờ rồi, nhưng bây giờ thì mời anh ca sĩ Quốc Dũng gọi là kêu gọi quý vị bạn trẻ, quý vị đồng hương chúng ta tại đây là gọi là đến với lại Silver Screen và Maxim có gì đặc biệt anh nói sao để gọi là bán được vé. Thì trước hết thì Quốc Dũng xin cảm ơn Quốc Bình cũng như là BYN đã cho anh em chúng tôi có cơ hội lên tâm sự cùng quý vị vào dịp cuối năm để chuẩn bị chúng ta đón mừng năm mới năm 2013. Thì quý vị ơi, quý vị đã yêu thương Maxim trong suốt 3 năm qua thì quý vị không thể bỏ qua được cái show Countdown này, cả hai bên Maxim và Silver Screen. Một chương trình rất là sống động, đảm bảo với quý vị là hôm đó quý vị ra về sẽ có một chút gì đó gọi là vương vấn ở trong lòng và sẽ nhớ mãi trong cái đêm ngày hôm nay. Tại vì cái đêm đó thì tất cả những ca sĩ thượng thặng, một đội ngũ ca sĩ rất là hùng hậu sẽ mang hết những tài năng của mình hát những cái nhạc phẩm mà sống động, rất là bốc lửa trên sàn nhảy, mà quý vị đã thấy dàn nữ ca sĩ rất là hot, rất là sexy ngày hiện nay. Thì các cô cũng sẽ hát những nhạc phẩm mà phải nói là rất là lôi cuốn và rất là bốc cháy trên sân khấu của cả hai sân khấu Maxim và Silver Screen. Thì Quốc Dũng một lần nữa xin kêu gọi quý vị, nếu quý vị chọn lựa Maxim và Silver Screen thì hãy mua vé ngay từ bây giờ, thì quý vị sẽ được những cái ưu đãi thật là đặc biệt như là anh Hoàng Liêm đã nói. Thì xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày Countdown ngày thứ hai 31 tháng 12 tại Maxim và Silver Screen. Cảm ơn ca sĩ Quốc Dũng và mời anh Hoàng Liêm có vài lời trước khi mà chúng ta rời làm sao. Thì cũng trước hết cũng cảm ơn Quốc Bình đã tạo cơ hội cho anh em để lên đây để thường trình cái chương trình Countdown của anh em The Horns tổ chức trong năm này. Thì cũng mong là quý vị đến đầy đủ thì sẽ thấy được những cái âm thanh, ánh sáng và cái chỗ nó rất là lịch sự. Và cái chương trình này phải nói là một cái chương trình nó rất là vĩ đại. Cái buổi tiệc liên hoan này nó rất là vĩ đại. Thì quý vị đến đó thì quý vị, cái lúc quý vị về thì anh em The Horn Brothers sẽ bảo đảm cho quý vị có một cái chương trình nó rất là sống động và rất là trẻ trung và cho năm 2013. Vâng, cảm ơn các anh đã đến với làn sóng ngày hôm nay. Và một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chương trình, nếu quý vị nào mà có dự tính đi chơi đêm Countdown gọi là tống cự nghìn tân đón chào năm 2013 sắp đến đúng vào cái đêm giao thừa, đó là ngày thứ hai 31 tây tháng 12 này đó. Và quý vị đến với một chương trình mà chúng tôi cho rằng là lực lượng hùng hậu nhất đối với lực lượng ca sĩ, phải nói là gần trên dưới 20 ca nghệ sĩ từ địa phương đến những nơi xa về, và hai cái band nổi tiếng, band của Maxim, Ô Maxim mà quý vị cũng thấy là chơi rất là gọi là nảy lửa trên nhiều sân khấu rồi, và đội band đặc biệt đến từ Colorado đó là The Brothers Band. Và với những dàn nghệ sĩ mà quý vị, chúng tôi điểm một lần nữa đó quý vị, những người nào mà yêu thích những nghệ sĩ này thì cũng đây là một cơ hội mình đến, mình không những quý vị có thể là tham gia nghe gọi là ca nhạc không, cũng là rất là điều thú vị. Cộng với lại những cái dạ tiệc trong đêm đó có nữ ca sĩ Ý Lan bên Silver Screen, có nam ca sĩ Lâm Nhật Tiến, Trịnh Lam, Quỳnh Vi, Quốc Khanh, Triệu Minh, Helena Ngọc Hồng, Trina Bảo Trân, hai cô ái nữ của cô Ý Lan đó là Ý Thi và Thanh Hương. Và chúng tôi có thể cũng sót một số ca sĩ, nhưng mà một dàn ca sĩ tại Maxim mà quý vị vẫn quen thuộc chẳng hạn như ca sĩ Quốc Dũng đây, hoặc là Thiên Thanh, hoặc là chị Kim Phượng vân vân. Thì đó là một trong những chương trình mà chúng tôi cho rằng là sẽ làm tưng bừng nhất trong đêm gọi là giao thừa của Tết Tây của chúng ta. Một lần nữa, nếu quý vị nếu có những câu hỏi hoặc là những liên lạc thì quý vị có thể là ra Phương My để mua vé sớm, hoặc là liên lạc với lại cô Linh, ban tổ chức là 832-512-7160 để đặt vé trước. Và một lần nữa, quý vị đặt vé dạ tiệc mà sớm thì quý vị sẽ được giảm 20 mỹ kim. Và xin chào tạm biệt quý vị tại đây, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.